Cái uống vô bao tử có bị gì không? Wow, mới có 2 ly mà mình Phúc Long có mùi thuốc bắc. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Fanny Hùng đây. Sau những tháng ngày hướng dẫn các bạn nhảy tập đu quẩy trong ba, hôm nay mình sẽ làm một cái clip nhỏ, nó hơi nghiêng về thử thách một xíu, ẩm thực một xíu. Đó là mình sẽ uống tổng hợp 5 loại trà sữa nổi tiếng. Really nigga. Đầu tiên là Toko Toko, Royal Tea, Phúc Long, Boba Bob, và cuối cùng là trà tiên hưởng, Matcha. Thì mình không có rành về trà sữa, nhưng mà cái ý tưởng này là từ nhỏ em gái của mình. Mấy cái loại trà sữa này là cũng là em mình mua luôn, cho nên mình cũng không biết giá bao nhiêu và khối lượng nó bao nhiêu. Nhưng mà mình ước lượng á, một cái như vậy là khoảng 200 ml ha. Cho nên năm loại á, sẽ là một ít, và mình sẽ review cho mọi người từng cái, rồi mình bỏ nó vào cái nồi lẩu này. Là một thành một lỗ trà sữa mình sẽ uống hết, là thử thách uống hết nó luôn, không biết có làm được không. Rồi thì bây giờ mình thử với cái món Toko trước nha. Mỗi loại người ta cho cái ống hút luôn, thì để cho cái khối lượng nó đầy luôn á, mình đã mua và bỏ tủ lạnh để cho đá nó tan ra. Bây giờ nó tan rồi là khối lượng của nó là đầy luôn á, chứ mình không có uống trừ đá gì hết ha. Ô, chân trâu nó bị cứng luôn. Có nhiều mùi sữa, còn trân châu thì mình đọt để trong tủ lạnh cho nên nó bị đông cục lại, không ngon. Có nhiều mùi sữa. Béo. Thử qua rồi giờ tí coi. Trà ti thì trân châu của nó màu nó hơi lạc ha, thành trân châu trắng. Có trà ti thì nó ít sữa hơn, nó lạc hơn, và nó có cái mùi giống như mùi trà nhiều hơn, mùi lạ quá, không biết mùi gì. Trân châu thì mềm hơn trân châu của Toko Toko. Tiếp theo Phúc Long nè, thương hiệu nổi tiếng. Hôm nay có trà sữa không ta? Nhìn ống hút là biết rồi, không có ha. À, không có chân châu. Rồi, trà nhiều lắm nha mọi người. Cái mùi trà ấy, rất là nhiều luôn á. Tại vì Phúc Long hình như là cái thương hiệu nó về đầu tiên là nó bán trà trước, bán các loại trà, xong rồi sau đó nó mới phát triển qua trà sữa ha. Cho nên mình uống vô mình toàn nghe mùi trà không, giống như mùi thuốc bắc luôn á. Tiếp theo Boba Bob, cái này mình thấy trân châu nó không có đông đặc như cái Toko Toko, không biết uống rồi sao. Cái này ngọt, ngọt cũng giống cái này nhưng mà mùi sữa nó ít hơn của Toko. Cái này mình uống vô thì mình thấy nó cũng bình thường như các loại trà sữa ở ngoài đường. Cái cuối cùng, trà tiên hưởng nè, nó còn có cái tên là Gotcha, mới biết luôn mọi người. Cái này không phải Gong Cha mà là Gotcha. Rồi cái này mọi người có thể thấy bên trong á, nó còn đọng ở dưới những cái này gọi là cái gì á, không biết nữa. Thì bây giờ mình phải khuấy đều lên mình uống nó sẽ ngon. Đó. Bây giờ trà sữa nó lan, cái sữa nó lan, mấy cái này nó lan đầy ở trong cái ly rồi nè. Đều rồi đó, uống thử coi. Dở, này uống không ngon. Mình không thấy mùi trà sữa luôn á. Thôi nhưng mà hôm nay mình làm clip về cái thương hiệu của người ta, mình cũng phải nói tốt cho người ta xíu ha. Rồi bây giờ mình đã test thử 5 cái loại trà sữa rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào cái nồi này.
Đây, cái nồi lẩu mình mới rửa nè, còn nước luôn. Đây. Rồi mọi người ơi, mình đã bóc ra hết rồi nè. Có cái này thì nó khó bóc cái miếng này quá, cho nên mình để vậy. Bây giờ mình sẽ đổ cho nha. Đây. 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 Lẩu trà sữa. Thử thách này thì mình uống thì nó hết rồi, uống thì nó hết rồi. Uống thì nó hết rồi. Nhưng mà mọi người biết mình sợ gì không? Chắc mọi người cũng nghĩ ra rồi đó. Sợ nó bị tào tháo được thôi. Không biết uống vô bao tử có bị gì. Qua, wow, mới có 2 ly mà mình cũng nhiều quá chứ, mới 2 ly mà nó gần đầy một nửa rồi nè. Phúc Long có mùi thuốc bắc. Thôi. Cái màu đó hơi chuyển sang màu xanh này nè. Ô, mọi người nhìn bên trong cái ly của Phúc Long nè, nó còn trà đó. Mùi toàn mùi trà không. Bô ba bóp. Rồi, vậy là đầy đó nha, đầy ấp luôn. Trời ơi. Đó, mấy cái cặn này mình không biết cái này là gì nữa. Trà tiên hưởng nha. Mọi người nhìn cái nồi nè. Giờ phải đậy lại để cho nó chín nha. Rồi sau đó mình mới uống. Rồi, bây giờ lẩu chín rồi nha. Lẩu chín rồi, mở ra. Lẩu này không có hơi nước. Mọi khi mở cái này ra là hơi nước mà này không có. Giờ mình sẽ lựa ống hút nào đẹp đẹp ha. Mình múc thử. Đây. Nhiều quá. Uống hết. Còn chân trâu nữa. Giờ mình thử hút nè. Coi mình review coi cái mùi vị như thế nào. Trời. Vừa mới uống vô là thấy Phúc Long rồi Cô Ba Bóp, Toco tùm lum hết. Và khi mình trộn 5 cái này lại mà mình uống thì mình thấy nó giống như cái vị trà sữa bán ngoài đường luôn rồi nha. Nó không còn của hãng nào nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ uống luôn, không nói nhiều nữa. Thì sáng nay nếu như mà mình nhịn đói á thì mấy cái này đối với mình vấn đề. Nhưng mà sáng giờ mình cũng ăn sáng rồi, cũng ăn này ăn kia rồi. Cho nên bụng giờ cũng hơi no, rồi không biết có thực hiện được cái thử thách này không. Để mình lại. Mình có thấy con trâu chạy. Lẩu chạy nữa. Chết rồi. Nhưng giờ thấy no quá ta. Không biết có uống hết được không. Chắc lát có trà sữa luôn quá. Khó chịu quá mọi người ơi. Mốt mà mình muốn hút nhiều mà nó cứ dính mấy cục chân trâu không à. Nó chặn lại không à. Không biết mọi người coi mọi người thấy mắc ói không. Chứ mình thì không có thấy gì hết. Thể no thôi. Lát nữa sao không biết. Tiếp tục. No. Mình đã đi được 1/3 đoạn đường rồi nha. Đây là một thử thách lớn á. Đáng lẽ mình phải nhịn ăn. Nhưng mà mình đã lỡ ăn rồi.
lâu lắm rồi mình không làm clip về ăn uống. Và khi mình ăn cái này uống cái này mình lại nhớ lại những cái clip đầu mình làm, như là ăn phở hùng hay là 14 cái bánh bao. Cảm giác đó là ùa về. Thấy giận rồi đó. Kêu quá. Cố gắng nè. Nắng lên nè. Lít chứ hơn một lít đó. Mình chưa được một lần nữa. Đây rồi. Nữa nè mọi người ơi, một lần nữa căng. Chắc mình phải đi tới đi lui cho nó tiêu quá. Tới luôn. A few minutes later. Yeah. Rồi. 5 phút rồi đó. Nãy giờ là mình đi tới lui 5 phút rồi. Và tiêu rồi mình sẽ uống tiếp. Những hộp chân châu đầu tiên. Cố lên. Căng, bột căng, trà sữa không. Giờ đi siêu âm là thấy trà sữa không đây. Muốn nhìn luôn á mọi người, không muốn nhìn cái này luôn á. Chết rồi, chết rồi. Rồi, không việc gì phải cố cả, không uống được thì thôi. Thử thách này đây là fail.
Nếu như mình sáng mình không ăn sáng á, mình đã bụng đói đói thì có thể mình uống hết được. Nhưng mà ghê quá. Thua. 5 ly trà sữa. 4 ly ha, 4 ly thì được. 5 ly thua. Thử thách này đến đây là fail ha. Xin được kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy kinh tởm thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho mọi người xem. Giờ mình đi. Kiếm chỗ nào ói. Chào mọi người.